Trời ơi, nó góp xuống. Cái nhánh cây dạt đi luôn. Ok, Tấn chào buổi sáng luôn cả nhà. Thì sáng hôm nay Tấn đi bắt ong nha cả nhà. Sáng thì Tấn chuẩn bị đi xuống ba cái lập gắn rồi đó, mà anh Hậu anh điện Tấn xuống bắt cái tổ ong của ông anh trai nè. Anh Hậu anh cũng đang làm đuốc nè. Chào cả nhà luôn anh Hậu ơi. Chào cả nhà. Thì của anh trai anh đứng bên kia. Còn cái tổ ong nó đóng trên cây bằng gai nè cả nhà. Cái cây này nè. Bữa nay chắc bấy xấy quá. Nè nè cả nhà thấy cái tổ ong mà giữa màn hình chỗ ngay cái đầu ngón tay Tấn chỉ không? Thấy nó cũng phì lắm đó. Nó phì có một bên nè. Tổ cũng lớn lắm nha cả nhà. Nói vậy được. Cái tổ này thì Tấn cũng không biết đóng bao lâu rồi nữa. 4-5 tháng rồi hả? 4-5 tháng em sợ nó cái sáp nó già quá. Tấn nhìn giống nó chạy kèo cả nhà. Tấn giống nó chạy xích xuống cái chẳng ba dưới á. Để Tấn với anh Hậu á, hai anh em chuẩn bị đồ rồi lên bắt Tấn quay lại và chia sẻ cho cả nhà mình xem nha cả nhà. Đây thì Tấn cũng chuẩn bị đồ xong rồi nè cả nhà. Để Tấn lên bắt đây. Đeo mang bao tay rồi đã, mang vớ rồi thấy bệnh tình không? Mà leo cây xài trước nha, mới lên tới trên đó mới chuyền qua được. Tấn thấy nó có cái đường chuyền á, cho nó đỡ gai đâm. Ê, đốt. Lên trên mới đốt đuốc nha cả nhà. Ôi ơi chúng. Ở đây cây nhấp hết trơn, không đóng. Đóng cây bằng gai vậy đó. Tấn thấy cái tổ này nó đi ăn cũng nhiều lắm cả nhà. Cây này sao chèo trời. Ở chơi anh Hậu. Đi đâu vậy? Cái ổ sát bên kìa cả nhà. Đây qua đó rồi ha. Rồi không biết sao lên trên đây nữa đây nè. Bẻ cốp cốp mà không đốt cái đuốc rồi nó cốp luôn. Cái này bắt cũng hơi lâu nha cả nhà, cũng thông cảm nha. Ở chối mặt trời không thấy đường. Chá cái mặt trời ngay con mắt. Ôi rồi cái ổ nó lớn cả nhà ơi, quá trời lớn rồi. Ôi thơm mặt quá. Ôi nó thơm mặt cả nhà ơi. Ôi trời cái tổ nó lớn rồi kìa. Hết có biết không? Tấn lần lần đi từ từ nha. Có vớ thì gai nó cũng đỡ đầm cả nhà. Trời ơi nó dính. Nó hơi khó nè. Đi vô nó hơi khó. Sao đi vô đây nè trời. Nhánh này khô không đây? Khô cái chết luôn ạ. Một vật nha. Giang ngay đất đây chặt ông bà phước mặt phước mày. Có ở trong cây này phù hộ cho con leo bắt tổ ong. Mạnh tay mạnh chân. Xuống con cúng cho ít mật ăn với con nha. Ôi, qua tới đây được là mừng rồi cả nhà. Ôi trời, cái tổ ong nó lớn. Để Tấn đốt cái đuốc cái mới được cả nhà. Mất chuyện đóng cái bàn gai. Rồi ra đó xào bắt nè chứ. Ngặt cái nó vậy đó. Đây có đó chừng 3 mét à. Đông tổng đức thiệt chứ.
gió quá cả trời, gió nó cháy cái đuốc đó nè, rồi cháy mới được cả nhà. Tấn vịnh vịnh ở trên này Tấn đi cả nhà, chứ nó cũng hơi khó, nó ra hơi xa quá cả nhà, xem nó hơi lâu cả nhà cũng thông cảm nha cả nhà. Tấn cho khấu vô cái cả nhà. Khổ quá trời lớn luôn. Nhìn cái nhánh nó hơi nhỏ, nó hơi nguy hiểm nha các nhà. Nãy quên đem, không có đem cái cọng dây, cọng gì theo trên cả nhà. Nó ra hơi xa, nguy hiểm nha các nhà. Hơi lâu cả nhà cũng thông cảm nha. Rồi ra tới được mừng. Trời ơi nó góp xuống. Cái nhanh cày dạt đi luôn. Chết luôn rồi, nó bị con anh Hậu ơi. Cái tổ cái tàn con quá trời, nó phì con á cả nhà. Ôi ơi nó già quá trời, già luôn rồi. Chạy đâu mà chạy, em nói nó phì con mà anh không chịu mà. Quá trời già luôn nè cả nhà ơi. Cục mật nhá xíu à. Không biết có mật ít nha cả nhà. Cả nhà mình xem. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tấn nha cả nhà. Để Tấn có động lực đó. Tấn làm nhiều clip tiếp theo hay hơn cho cả nhà mình xem nha. Tấn review cái cục mật cho cả nhà xem. Cái cây này không có ngồi được cả nhà ơi. Cả nhà cũng thông cảm nha. Mật ít cả nhà ơi. Tổ này mật ít uổng quá. Làm gì tới? Chắc cỡ anh sĩ ngoài à. Nó hơi lâu quá cả nhà cũng thông cảm nha. Nè, cục mật nhỏ quá, nãy nó phì con quá trời già luôn rồi. Cắt không, em không có thấy nữa. Bị cắt con dao rồi hả? Ờ, cắt con dao rồi. Bị mấy siêu huynh cắt rồi. Nè cả nhà. Để Tấn cắt cả nhà, leo lên rồi. Cũng lỡ leo lên nè. Có mật, mật già dữ lắm, già. Cắt cho tới đây đi. Cái gì? Ờ, em thấy rồi. Mật này nó chạy kèo nè. Trời ơi, mật, mật đẹp hết, biết đẹp vậy. Tấn không có cầm được nha cả nhà, không có đắp lên trên được nha.
ngồi xuống không được nữa nè, nó đâm quá trời đâm. Để tính bắt sâu rồi, khoét chứ không có bắt được nữa nè, gai không à, khó làm. Sâu quá trời sâu. Ôi trời, nó đau cái giò. Gầy nó đậm đau quá. Để dài dưới đây. Bẻ cái mấy nhánh xài nè. Ôi heo nó đói nó la. Để tán cắt cái cục mặt cả nhà. Quên nữa. Lấy quay để hồi nó hút lại trên. Quá trời cái ổ nó già luôn. Nó già như trái cà vậy. Kiếm nửa lít đây nè. Không biết được không nữa. Trời ơi, sáp nó cứng. Cái này khó lấy nha cả nhà. Trời ơi, chuẩn sĩ mật à. Chết luôn rồi. Trời ơi, trời, sáp nó cứng nè. Để xuống dưới đi sửa cả nhà ơi. Không có cột được luôn nữa nè. Nó cắn bỏ đại vô luôn nè. Cột nó kéo cái dĩ ra coi. Nó có làm mặt lại không? Rồi giọt cả nhà ơi. Cổ lớn dữ lắm, lớn mà nó không có mật. Tại vì mưa đó, nó không có bơm được. Mô Phật ạ. Dám ngày đất ra yên chặt ông bà phước mặt phước mại phù hộ con nha. Rồi mạnh tay mạnh chân ông bà ơi. Chung là cũng khổ mới làm mấy cái ngày này ông bà ơi. Chứ có ăn có mặc đầy đủ. Con không có làm mấy ngày này đâu. Ông bà phù hộ. Thốn. Cây này khô không biết nữa nè. Chung là cũng nhờ có mấy cái nhánh này á. Mới gà được chứ không có cũng khó gà. Dù gà tới đây mừng lắm nha cả nhà. Gà tới đây được là im rồi. Phải được qua đó bẻ mấy cái nhánh xài đó. Trời ơi, nó dướng.
làm sao mà gã đó bẻ mấy nhánh đó được để cho nó kéo cái dĩ xuống. Đờ, được được được, để tấn à, để thẩu cho cái đút nó lên khấu cho nhiều nhiều có mới được. Cái nhánh nào đâu, tôi bẻ cho nó đừng có đụng cái dĩ á cả nhà, là nó sẽ kéo xuống à. Rồi ok, tổ lớn thấy sợ vậy. Để chiến xào bắt tay nó có mật nhiều không? Ủa tại nó quá già, mật nó không bơm lại. Đây để tấn cúng cái mày được cả nhà, nãy tấn trèo lên tấn giái á. Cái này là tấn giái là tấn làm rồi nha cả nhà, chứ không phải là để màu mè gì nha cả nhà. Tấn giấy tấn cúng ông bà miếng mật, tại vì leo mấy cây nguy hiểm á là tấn giấy như vậy hết, để cho ông bà phước có phước mặt phước mài á, có ở trong cây này phù hộ tấn leo mạnh tay mạnh chân. Thì hả, rồi rồi cục này có mật nè nghe cả nhà, nhiều lắm nghe cả nhà chứ không phải ít đâu nghe cả nhà, nhưng mà tấn giấy tấn cúng mà nó không có tiếc những cái đó đâu. Đây à, con cũng gửi ông bà, nãy con cũng có giấy leo mạnh tay mạnh chân á. Rồi tấn tạm dừng clip nha cả nhà, để tấn với anh Hậu đi bắt nữa, nếu mà có mật á, có tổ nào á, tấn tấn quay tấn ghép chung với cái clip này, còn không á thì tấn đăng cái clip này nha cả nhà. Tấn tạm dừng clip nha cả nhà.